Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức quốc tế cập nhật những tin tức thời sự mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Nga đã vừa bắn hạ và thu giữ một máy bay không người lái UAV trinh sát RQ-20 Puma trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Donbas. Theo đoạn video do hãng thông tấn TASS công bố, hai binh sĩ trong biệt đội IBIS thuộc quân đoàn tình nguyện thân Nga ngồi bên cạnh một UAV RQ-20 Puma của quân đội Ukraine. Dựa theo tình trạng của khí tài trong đoạn video, chiếc RQ-20 trúng đạn ở đuôi trong khi cánh hai bên đã bị tháo ra. Một trong hai binh sĩ sau đó lần lượt giới thiệu về những linh kiện điện tử trang bị trong chiếc UAV Puma. Được biết, địa điểm quay đoạn video nằm gần thành phố Soledad thuộc khu vực Donbas. Thông tin từ trang quân sự Min In Ur của Ukraine cho hay, RQ-20 Puma là UAV trinh sát được nhà thầu quân sự Eurovironment nghiên cứu vào giữa thập niên 2000 và chính thức đưa biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 2008. Mỗi hệ thống tác chiến của RQ-20 gồm 3 chiếc UAV và 2 trạm điều khiển mặt đất. RQ-20 Puma dài 1,4m, chiều dài sải cánh 2,8m, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 5,9 kg. Loại UAV này, dù chỉ được trang bị động cơ có công suất 1 mã lực, nhưng có thể đạt vận tốc bay trung bình và tối đa lần lượt là 37 km/h và 83 km/h. Do có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, nên quy trình triển khai RQ-20 diễn ra đơn giản thông qua việc người lính sử dụng tay để phóng khí tài này. Được biết, giá mỗi chiếc RQ-20 rơi vào khoảng 250.000 đô la Mỹ. Trong hai mùa đông vừa qua, Ukraine đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc không kích của Nga nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng năng lượng. Họ đã trụ vững sau các cuộc tấn công đó nhờ hệ thống phòng không của phương Tây và các biện pháp tiết kiệm năng lượng của người dân. Những tuần gần đây, Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào mạng lưới điện của Ukraine theo cách chưa từng thấy trong hơn 2 năm qua. Trong 2 năm đầu xung đột, các cuộc tấn công của Nga dài rác hơn, bắn hàng loạt tên lửa nhằm vào các khu vực rộng lớn trong hệ thống năng lượng của Ukraine. Giờ đây, các cuộc tấn công đang trở nên chính xác và tập trung hơn, với hàng chục tên lửa và máy bay không người lái trút xuống một mục tiêu. Tuần trước, vụ tập kích quy mô lớn của Nga đã phá hủy toàn bộ Tripinska, nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Ukraine. Ngoài cường độ và mức độ tập trung của các vụ tấn công, thời điểm tiến hành không kích cũng được Nga thay đổi. Giới chức trách Ukraine đã nêu ra hai lý do khiến Nga chờ đến mùa xuân để triển khai chiến thuật tập kích mới. Thứ nhất, Nga cần thời gian để bổ sung kho vũ khí và thông tin tình báo cần thiết cho các cuộc tấn công. Thứ hai, Nga có thể đã đợi cho đến khi các nhà máy điện của Ukraine ít được bảo vệ trong bối cảnh Kiev đang cạn kiệt hệ thống phòng không. Ukraine đã thể hiện khả năng vượt trội trong việc sửa chữa lưới điện bị hư hại. Một số trạm biến áp cao thế thậm chí đã được sửa chữa khôi phục hơn 10 lần. Thời gian sửa chữa cũng được rút ngắn đáng kể. Nếu trong thời bình việc sửa chữa có thể kéo dài một tháng, thì giờ đây chỉ cần chưa đầy một tuần. Tuy nhiên, hiện giờ Ukraine phải đối mặt với một nhiệm vụ hoàn toàn khác, sửa chữa không chỉ các trạm biến áp mà còn là toàn bộ nhà máy điện. Giờ đây, tên lửa Nga đang hướng đến các nhà máy điện ở khu vực cụ thể, phá hủy chúng hoàn toàn và không thể xây dựng lại trong một thời gian ngắn. Trong khi các trạm biến áp có thể được bảo vệ bằng bao cát, lưới chống máy bay không người lái và các biện pháp bảo vệ khác, thì các nhà máy lớn chỉ có thể được bảo vệ bằng hệ thống phòng không. Ukraine dường như đang xem xét thay đổi chiến thuật. Thay vì xây dựng lại các nhà máy điện lớn, nước này có thể thay đổi cách sản xuất năng lượng. Ngoài ra, Ukraine có cơ chế bổ sung để cân bằng hệ thống và duy trì hoạt động ổn định thông qua nhập khẩu. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là bổ sung các hệ thống phòng không. Ukraine cũng đã có những cách phản công lại Nga. Kiev Post dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, lực lượng quân sự Ukraine đã tập kích một trung tâm chỉ huy của Nga, nơi có các sĩ quan cấp cao của Nga ở bán đảo Crimea. Vụ nổ vang lên ở Crimea vào ngày 15 tháng 4 trong một cuộc không kích kéo dài hơn 2 giờ. Theo kênh Crimea Wind Telegram, máy bay Nga đã được điều động đến thành phố Sevastopol của Crimea. Giao thông trên cầu Crimea tạm thời bị dừng. Kênh Telegram tiếng Nga cho rằng tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ gần cây cầu. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine.
Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Beat của Đức vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tuyên bố kế hoạch của Kiev về việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2024. Bộ trưởng Umerov tự tin rằng đây là mục tiêu chiến lược của Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang phát triển các chiến lược quân sự có thể dẫn tới việc Nga phải rút khỏi Crimea. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Bletenchuk hôm 30 tháng 3 cho biết Nga đã rút gần như toàn bộ tàu lớn khỏi các cảng ở Crimea sau đòn tập kích của Ukraine. Vasyl Malyak, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine cho biết Ukraine đang nỗ lực đẩy hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi Crimea. Cơ quan an ninh Ukraine đã và sẽ thực hiện điều này với sự trợ giúp của xuồng không người lái tự sát Sea Baby, vũ khí trước đây từng tấn công cầu Crimea cũng như một số tàu chiến của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết ông và chính phủ Ukraine thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cầu Crimea. Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar. Họ cho rằng công trình này rất quan trọng đối với quân đội Nga. Một số cơ quan truyền thông phương Tây nhận định các cuộc tấn công vào cầu Crimea là không thể tránh khỏi. Vào tháng 2, chỉ huy Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Alexei Nepapa tuyên bố cây cầu sẽ bị phá hủy vào năm 2024. Trong một tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev sẽ dừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga nếu phương Tây tăng cường viện trợ quân sự. Theo hãng tin RT, bình luận hôm 14 tháng 4 của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba được đưa ra sau khi Mỹ và các nước đồng minh kêu gọi Kiev dừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ dầu mỏ của Nga có thể khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt. Các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine trong xung đột với Nga, đã bị chậm lại trong những tháng gần đây. Nguyên nhân là do Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ thêm trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev như đề xuất của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết đang yêu cầu các đối tác phương Tây cho Kiev thuê hệ thống phòng không Patriot, nhưng thừa nhận kế hoạch này vẫn chưa được chấp thuận. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine đã nỗ lực tăng cường phòng không. Tuy nhiên, nhu cầu phòng không càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Nga nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Những nhà tài trợ của Kiev đã bày tỏ lo ngại việc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do các thành viên NATO cung cấp có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi đầu tháng tuyên bố Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin gợi ý Kiev có thể tập trung vào các mục tiêu quân sự do hành động tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí có thể làm xáo trộn thị trường nhiên liệu quốc tế. Kể từ đầu tháng 3, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhằm vào một số nhà máy lọc dầu của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Kiev có hành động khủng bố và tấn công tầm xa nhằm vào dân thường Nga trong nỗ lực thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại quân đội Nga. Theo ông Shoigu, hành động tấn công của Ukraine là do thực tế Kiev không có được thành công thực sự nào trong vùng xung đột.